rồi. Đây, em xin chào quý khách đã trở lại kênh Mát Cắt Cỏ của cửa hàng Thành Hợp nha. Cửa hàng của em thì địa chỉ là ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Những cái địa phận gần gần như Kiên Giang này kia rồi đó ha, An Giang thì mình có thể chạy tới chỗ mua nha em anh. Mà em không có ở trung tâm Cần Thơ nha, Cần Thơ về em từ 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng đồng hồ nha em anh. Đó, em ở một cái huyện nhỏ của Cần Thơ. Thì như thường lệ thì hôm nay em có lên cho mình lô máy cắt cỏ 12 máy nha em anh, càng cứng không. Giá dao động là 1,3 triệu, 1,4 triệu, 1,5 triệu, 1,6 triệu, 1,7 triệu, 2 triệu cho đến 2 triệu mốt nha. Đó, anh nhìn nghĩa sơ giùm em lô máy nha. Đẹp nha em anh, đều, nó nhỏ máy lớn gì đều có hết ha. Rồi anh em xem kênh thì nhớ ủng hộ em anh ơi. Anh nào ủng hộ máy thì thật lòng cảm ơn anh nhiều. Còn không anh lướt qua anh cho em xin nút like ha, ủng hộ bằng cái like này cũng được. Nè, cái tay này anh lít vô. Còn anh nào khách mới thì chưa đăng ký kênh thì mình nhớ đăng ký kênh để theo dõi kênh, chốt được những cây máy ngon, bổ, rẻ, phù hợp với gia đình mình nha. Hoặc là những cái cây mà mình đang trông chờ để nhiều khi mình chốt đơn những cây máy mà hàng sưu tầm được đó, lâu lâu cũng lên hàng cực khủng cho mình thôi. Mà chỉ có đăng ký kênh mới theo dõi mới biết thôi nha anh em. Rồi, em sẽ giới thiệu sơ về lượt thì lô máy cho mình xem ha. Hiệu này là Makita Cốc 2105 nha em anh. Đó, cái thứ hai là Makita áo nhôm ha. Magu Yanma 21cc 31 ly. Shinewa 234. Gilgit 253 có trợ lực. Magu Yanma 23 có trợ lực của nha em anh. Dây giật cắn tư luôn nè. Máy nhẹ, máy nhỏ chạy khỏe ha. Makita 2300. Đó, có trợ lực cũng nha. Gilgit 250. Echo 242 chạy chế hai kim nha em anh, có trợ lực, máy này đẹp ha. Rồi, cho đến là Kawasaki TG 2425 nhiều chức năng, máy vừa túi tiền. Rồi Makita 4 thì xăng riêng, nhớt riêng, cái này hôm bữa anh giờ số lượng nhiều anh, bây giờ có like lưu riêng hoài cho anh luôn. Rồi cuối cùng là cây Maru Yanma 260 có trợ lực chạy chế hai kim, tranh thủ thì còn mà chậm tay là hết nha, cây này này nha anh, nhanh tay thì còn nha. Rồi, mấy anh coi sơ cây nào phù hợp thì chốt đơn ha. Rồi, mấy anh liên hệ cửa hàng qua số điện thoại là 0913136620. Số này có Zalo nha. Rồi, Zalo thì là tên là Mai Thị Thanh Chị là gặp em ha. Rồi, bên em nhận ship hàng toàn quốc, được xem hàng, test nổ máy trước khi nhận ha. Bên em không lấy cọc nha. Đó, không lấy cọc nha, dám không lấy cọc cho mấy anh cây máy đó. Rồi, cho nên mấy anh mua hàng, mấy anh cứ tin tưởng nha, cửa hàng làm buôn bán lấy uy tín làm đầu nha, bán 4 năm năm nay rồi thì cái đó là chuyện bình thường ha. Rồi, ta kèm theo 6 món phụ tùng, ví dụ cây máy 1,3 triệu là em đã tính phí dây chổng và em bao ship phụ tùng đầy đủ rồi nha anh em. Cho nên anh em khỏi cần phải lăn tăn vấn đề đó ha. Rồi, một cái đĩa phát nha, phát bằng dây ha. Một cái tiếp mở bogey video cho mình. Lục giác 4, chấm cỏ, đĩa dài 3 tắc ha. Thì mặc định bên em cho là 6 món này. Và cái đĩa tròn là đĩa zin theo máy vàng em anh, nó rất là dày dặn ha. Anh nào thêm đĩa tròn thì thêm giùm em 50 ngàn, hoặc là mình có thể là quán đổi vô đĩa dài ô cước, ví dụ mình không xài trong mấy món này thì mấy anh có thể nói là cho anh lấy đĩa dài, đĩa tròn, ổ cước, đĩa tròn, hoặc là hai ổ cước, hai đĩa dài, hai đĩa tròn vậy đó. Nội bộ 6 món thì em sẽ không tính tiền ha. Rồi gom cỏ, gom lúa nha, hết lúa thì mình cắt cỏ cho trâu cho bò ăn nha mấy anh, có 100 ngàn cái thôi, một gom cỏ, một máy, một người cắt, 10 bò ăn ha, rất là công dụng luôn, chỉ có 100 ngàn thôi. Cái này mua lẻ em cũng có bán ha mấy anh, chịu phí vận chuyển toàn quốc giùm em 30 ngàn là 130, còn mua chung với máy thì không tốn phí ha, em bao ship máy, em bao ship nó luôn cho. Rồi nhớt thông dụng anh em, bình nhớt là 100 ngàn ha. Đó, và mấy anh nào mua máy thì mình có thể mua thêm chai nhớt này về đang có nhớt mà mình thử nha mấy anh. Bình nhớt này là 1 lít ha, 1 lít này mấy anh có thể xài từ 20 đến 25 lít xăng. Mấy anh bóp bên đây ha, bóp là tự nhiên nhớt nó qua đây cho mình ha. Rồi mấy anh lượng hay tỷ lệ như em chỉ chạy cho nó bền nè, là 1 lít xăng pha dùm em 40ml nhớt hai thì, 100ml thế này mấy anh có thể pha từ 2 lít đến 2 lít rưỡi xăng ha, lắc lên cho đều, xài bao nhiêu đổ vô bình xăng lớn bao nhiêu, không xài đổ ra ngoài, lấy cái bọc chùm đầu máy để xài cho nó bền ha. Thì em khuyên mấy anh mỗi người mua cây máy nên thủ sẵn chai nhớt, nhiều khi shipper họ giao bất tử có nhớt đâu mình thử ha. Xăng thì mình hút trong xe Honda mình ra, về nhà ai cũng có xe hết rồi đó. Còn sau này mấy anh xài hết, mấy anh chừa cái vỏ này lại, mấy anh lường cho nó chính xác ha, xài cho nó chuẩn nha. Tại vì cái vỏ nhớt của em nó có cái mưu cho mình lường luôn. Em chỉ mấy anh xăng với nhớt pha thì nó hơi ra khói một tí xíu nha mấy anh, chạy máy á, nó sẽ hơi ra khói. Nó là mát máy cho nó không có hư
máy đâu ha, chứ không phải ra khói như mấy cái động cơ nồi cơm điện là mình sợ hư máy không có đâu. Rồi động cơ hai thì xăng mình còn cầu cho nó ra khói, nó chạy cho nó bền. Rồi bây giờ em sẽ test máy cho anh em mình tham khảo ha, mình coi được cái nào thì mình chúc đơn ủng hộ em nha. Rồi cái đầu tiên bin cốc siêu đẹp, siêu gọn nhẹ, trọng lượng 3 kg 3 kg rưỡi, có trợ lực ha, trọng lượng nhẹ mà thêm trợ lực nữa, giật nhẹ nhàng ha. À, anh nào mà bị vấn đề sức khỏe mà bác sĩ giờ không cho làm nặng quá 5 kg thì cái máy này phát là trong độ an toàn này nha anh em. À, chạy chế zin luôn nha, ha, chế zin quanh pro ra ngang 1 kim, tiết kiệm xăng nha. Nhiều khi mấy anh nhìn trong điện thoại thấy nó gần chắc nó bự, không có đâu, nó nhỏ xíu à, tính đầu máy với cái lắp luôn cầm 3 kg. Tôm liền tôm nhựa nha anh em, 21cc 31 ly luôn đó. Em tắt nè. Rồi hai tay đôi ghê dữ, trắng cỏ đầu bò zin theo máy nha. N1 30 ly 1.3 nha anh em. 1.3 mấy anh nào chốt phải N1 giùm em, sang cây thứ hai. Makita. Thằng này 223 ha, là gần 23cc đồng 32 ly nha anh em. Chạy chế 2 kim. 2 kim này chế mới nha. Đó, bình xăng lớn zin, lốc máy đồ zin toàn tập cho mình ha. Đó. Mà chế ga ngang này chạy chế mới này chạy rất là bốc là khỏe nha anh. Tum nhôm tum gờ ha. Công tắc máy sẽ nằm ở đây. Đó, tum nhôm tum gờ cho anh em mình luôn. Cái máy này thì đấu vô bình xịt thuốc thôi tum lỡ nha anh. Có thể đấu không được nha, chỉ có thợ mới đấu được chứ về mà tay ngang như mình này khó làm lắm nha. Hai tay đôi nè nha anh em, tay zin ha, ra bóp zin luôn. Cái này bị hư rồi, trắng cỏ đầu bò zin ha, cái nút đen không xài được nhưng mà cái ga này xài được nha anh em, láp dày dặn ha, siêu đẹp. N2 32 ly giá 1.4 triệu nha anh em, 1.400.000 đồng. Rồi Genma 21cc nòng 31 ly nha anh em, máy gọn nhẹ chạy tiết kiệm xăng ha. Đó, anh nào kiếm máy về phát cỏ gia đình rồi thay vì mình làm bằng tay, phát cỏ tay nó lâu mất thời gian, rồi phát cỏ bằng máy thì tiết kiệm thời gian cho mình khá nhiều và xài được vài năm luôn ha. Rồi phát cỏ cho trâu cho bò ăn rồi nha. Đó, tăng năng suất lợi nhuận kiếm thêm tiền rồi cho gia đình ha. Đó, bình xăng lớn zin, bình xăng con cũng zin luôn nha mấy anh, chế zin quanh rồ ha, tiết kiệm xăng, tum nhôm tum gờ 260 nha. Công tắc nằm ở đây. Hai tay đôi ga giữ, đồ bò zin ha. Mấy anh chốt thì N3 giùm em nha, số tự chốt là N3 31 ly giá 1.4 triệu nha anh em. Lắp có dập mắt in Japan ha. 1.400.000 đồng cho N3, ga dương ơi. Rồi kế đến là cây xin đây qua. Rồi xin đi qua này là 234 ha, là nòng 32 ly nha anh em. Cái này có bình xăng lớn, đó là bình xăng mới thôi, còn cái này chạy là chạy chế zin luôn nha, chạy chế zin quanh rồ ra ngang 1 kim ha. Đó, tum nhôm tum liền nha. Rồi, xin đi qua đó. Mẫu này chạy khỏe bền lắm nha, cái tông đổ siêu dày ha. Rồi hai tay đôi đó, ga giữ. Rồi đầu bò đầu máy đầu zin toàn tập N4 1.5 triệu nha anh em. Đó, số tự chốt là N4 giùm em, 1.500.000 đồng. Rồi cái đó là cây kêu ghít. Rồi
là 2-3 năm nha, nồng nó 32 ml luôn nha anh em. Có trợ lực ha, trợ lực chả nha, chạy chế là chế piston ga đó, quá ưu việt ha. Những cái chế piston ga như chạy khỏe mà trợ lực là giật nhẹ nhảy nổ ha, cần xăng lớn đầu zin nha đó. Cái vô nó có gãy hai cái miếng nhựa như thế này thì chừng nào cho đi em sẽ bổ sung em bù cho mình nha anh em. Tim liền ha anh em, tim nhựa nha đó. Em quay cận cảnh gì cho mấy anh em xem, anh nào muốn xem rõ hơn thì mình kết bạn Zalo để mình xem chi tiết và rõ ràng hơn thôi. Rồi hai tay đôi ra giữ ha, đầu bò trắng cỏ zin ra giữ trên đó, công tắc nằm dưới đây nha nè. N5 32 ly chịu gử ha. Rồi cái đến là Magu Yanma luôn. Sức là 23cc, nồng 32 ly, có trợ lực nha. Ha, trợ lực này trợ lực lò xo ống nha anh, giật nửa sợi dây giật thôi, nhẹ nhẹ giật và nhảy nổ. Máy này zin toàn tập màu vàng này, vàng hơi là nhạt nhạt chút ha. Bình xăng lớn zin còn quá trắng và đẹp ha, ốc này trắng tươi đẹp len can luôn. Chế zin quanh bờ rồ ra ngang ha, một viên à, tum liền tum nhựa nha, công tắc đó, công tắc zin. Còn Mamaru thì hầu như mấy 90% là công tắc nó nằm bên đó rồi. Lốc có dập map in Japan rồi ha. Nè, khung bò đỏ bên xăng rồi còn đầy đủ. Hai tay đôi ra giữ. Đó, trắng cỏ đầu bò zin ha. N6 32 ly cũng chịu gử ra nè, quá dễ xài ha. Chịu gử bao tiếp phụ tùng đầy đủ. Cái đến là Makita 2300. Công suất là 23cc, nồng 32 ly. Máy này đời cao ha, dùng bột ém nha mình. Nghe anh ti nổi nhỏ thỏ thẻ đâu ha. Đó, nãy nổ cũng siêu giòn. Zin toàn tập hết ha. Nè, bình xăng lớn zin. Bình xăng con cũng zin luôn ha. Có nguyên cái đế nè. Bỡ đỡ bình xăng ha. Ôm nguyên cái đế. Không sợ bình xăng qua đập vỡ đâu ha. Tum liền, tum nhựa nha nè. Makita. Hai ta đôi. Ra bóp ha. Quá đã. Đặt. Trắng cỏ đầu bò zin nha. N7 em ha, 32 ly chịu gửi ha. Rồi kế đến là cây Kiwit 250 ha. Kiwit nồng 32 ly, công suất 25cc. Chạy chế hai kim chế zin, chế hai kim chế mới nha anh em, ra ngang ha. Bình xăng lớn zin nha. À, chế này chế mới. Tum nhôm, tum gợi nha anh em, bao chất lượng ha, cắt cỏ bơm nước gì là em bao xài cho mình. Công tắc nằm bên đây ha. Chạy siêu khỏe nha. Có chân trống bờ đỡ bình xăng rồi nha anh em. Đó. Máy này zin, nhìn im quá. Hai tay đôi ra giữ, đầu bò trắng cỏ zin ha. N8 1.500.000 50 nha. Rồi. Rồi kế đến là cây Kiwit 242. Chờ té mày, té mày. Nó thồn mà. Quan sát kỹ cái này đi, gọt 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 là gọn nhẹ 4 kg à, trọng lượng 4 kg, có trợ lực chạy chế hai kim quanh rồ luôn, quá đã nha nè. Hội tụ tất cả những điểm cái máy khác rồi ha. Đó, bình xăng lớn rồi gì, tung liền tung nhựa nha. 242 ha, rất là đẹp, siêu nhẹ nha.
Vì máy này gọn nhẹ cho nên là chủ yếu là nó làm một tay cầm. Ra giữ công tắc ở đây. Hết cỏ trong vườn cây ăn trái rồi đó ha. Còn anh nào mà muốn chốt cây này muốn lên hai tay cầm thì nói với em lên hai tay cầm cho mình ha. Trắng cỏ đầu bò zin nha. N934 ly, giá là 1.600.000 đồng nha mấy anh. Được, Echo 242 ha. Kế đến là cây Kawasaki. Kawasaki TG24, nòng 32 ly, chạy chế 2 kim, chế mới ra ngang nha anh em. Bình xăng lắng zin ha. Nó nhìn giùm em lốc máy sáng trưng quá đẹp ha. Ốc nó để ý con máy này ốc nó lúc nào nó cũng dày hết trơn mà. Dày, cổ rất là dày dặn luôn. Ốc zin ha. Tum nhôm tum gợi nha. 260 công tắc. Em gợi em bán cái này không biết bao nhiêu cây mà nói. Rồi không sao anh em, chỉ là nước đẹp thôi, chốt đơn thì em bù cái khác cho cứ giữ hai trái đôi ra giữ đậu bò kim lóc dập mắt in Japan nha anh em. À, đầy đủ N10 1.650.000 ha anh em. Cắt cỏ mình lấy cái đầu máy mình đấu vô bình xịt thuốc, bơm xịt thuốc ok ha, hoặc là bơm nước luôn nha, ngon lành luôn. Rồi, kế đến là N11 4 thì. Săn riêng nhớt kiên ha. Săn đây, nhớt đây nha anh em. Thằng này là 27cc nòng 35 ly ha. Nhìn kỹ thấy nè, còn nó còn chữ đầu đàng hoàng ha. Trên cái tem đó mà nó bị bay màu. Tí xíu kia thôi. Chạy chế zin luôn nha, tiết kiệm xăng ha. Tum nhôm tum liền, Makita nè, công tắc. Có chân trống luôn, thấy chưa? Hai tay đôi ra bóp ha. Trắng cỏ đầu rồi zin. N11 34 ly giá 2 triệu nha anh em. 2 triệu. Rồi kế đến là cây Maru Yanma 265 có trợ lực ha. Trợ lực này là trợ lực trả giật rất là nhạy nổ nha em anh. Gần 27cc ha. Chạy chế 2 kim, One Pro, tiết kiệm xăng. Bình xăng lớn là bình xăng mới nha. Đó, áo này màu đỏ rất là liền lạc và đẹp nha. Tum nhôm tum gầy 260 nha anh em. Hai tay đôi ra giữ công tắc nè, đầu bò zin ha. Vừa tum nhôm tum gầy mà vừa có thể trợ lực được, cho nên mấy anh ngoài cắt cỏ mình có thể đốt xịt thuốc bơm nước gì được ha, mà chạy chế hay kim tiết kiệm xăng nha anh em. Đó, lóc dập mát in Japan ha, hàng chính hãng đàng hoàng nha. Và hôm qua có anh nào hỏi máy em có Maru tum nhôm tum gầy không thì hôm nay mình tranh thủ chốt nha anh em. 2.100.000 ha, N12. Rồi chốt này thì N12 nha. Rồi em chào và hẹn gặp lại mấy anh ha, tạm biệt nha.